Cao Nguyễn mến chào quý vị đang đến với chương trình Hãy là người tiêu dùng thông minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 16 giờ 15 phút các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, chương trình Hãy là người tiêu dùng thông minh sẽ cung cấp cho quý vị những thông tin tiêu dùng cùng với đó là những kiến thức hữu ích để cho quý vị có thể lựa chọn cho mình cùng với gia đình những sản phẩm tiêu dùng vừa tiết kiệm lại vừa an toàn với sự chia sẻ từ các khách mời. Và nhân dịp đầu năm mới, cầu nguyện mời quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe, một năm mới may mắn, hạnh phúc và vạn sự như ý. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục Điểm tin tiêu dùng. Thưa quý vị, hoa là một vật không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền Việt Nam. Ngoài việc trang trí cho ngôi nhà thêm đẹp thì hoa còn mang những ý nghĩa riêng mà gia chủ muốn gửi đến nhân dịp đầu năm mới. Và ngày hôm nay vào quanh chợ hoa Hội Tỷ Kỷ, quý vị sẽ nhìn ngắm được những màu sắc rất là rực rỡ của các loại hoa. Và năm nay thị trường ưa chuộng nhất là loại hoa nào? Sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Chợ hoa Hội Tỷ Kỷ là khu chợ đầu mối chuyên bán sỉ các loại hoa nổi tiếng, vốn được mệnh danh là tiểu Đà Lạt giữa lòng thành phố. Chính vì vậy, ngay từ những ngày cận lễ Tết Nguyên đán, không khí tại khu chợ đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết vì nhu cầu mua hoa tăng cao. Bước chân vào chợ hoa Hội Tỷ Kỷ, quý vị sẽ như lạc vào một biển mênh mông các loại hoa đến từ khắp mọi miền như hoa từ miền Tây, Đà Lạt hay thậm chí là từ Sapa. Các mặt hàng hoa năm nay như hoa cúc, hoa ly, hoa nụ tầm xuân, hoa hướng dương, hoa mai, hoa cát tường cũng đa dạng và phong phú hơn từ chủng loại đến màu sắc. Các loại hoa nội năm nay thu hút khách hơn so với hoa ngoại vì không những đẹp mà còn được bán với giá thành vừa túi. Và lan hồ điệp là một xu thế có nhiều người lựa chọn trong thị trường hoa năm nay. Năm nay, đa số khách hàng đều chọn những cái mẫu thuyền hoa rất là dễ thương. Mong muốn gửi tặng các đối tác mình một cái năm mới, bước qua năm mới thuận buồm, xuôi gió. Đó là những cái sản phẩm khá là đặc trưng cho mùa Tết năm nay. Những ngày lễ Tết là những cái loại hoa hầu như là đa số tất cả các loại hoa đều được những người tiêu dùng thích. Số nhiều thì ngày Tết hầu như người ta sẽ chọn những loại hoa cát tường, hoa lily, rồi những cái loại cúc đại đó, những cái hoa có những cái màu sắc nó rực rỡ là những cái loại hoa mà khách yêu thích nhất. Theo tìm hiểu, thì giá hoa thị trường ngày Tết có phần tăng hơn thị trường hoa những ngày thường. Tại nhiều cửa hàng hoa trên đường Hội Tỷ Kỷ, các loại hoa được bó sẵn, trưng bày đẹp mắt với giá dao động khoảng từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng và tùy theo mùa thì giá hoa sẽ thay đổi. Năm nào tôi cũng tới chợ hoa Hội Tỷ Kỷ để mua hoa về trưng trong gia đình. Năm nay thì tôi thấy chợ Hội Tỷ Kỷ lan rất là nhiều, hoa đào, hoa nụ tầm xuân, nhiều màu sắc. Năm nào thì tôi cũng đi chợ hoa hết và năm nay thì tôi thấy thị trường hoa rất là đa dạng, rất là phong phú và hàng năm thì tôi cũng mua sắm rất là nhiều loại hoa, ví dụ như là hoa mai, hoa cát tường để đem đến sự sung túc, sự may mắn cho gia đình mình mỗi năm. Chợ hoa Hội Tỷ Kỷ trong những ngày Tết không chỉ là điểm đến hấp dẫn cho nhiều du khách, cho người dân trong việc chọn mua hoa, một ngôi chợ hoa không ngủ giữa lòng thành phố với từng hơi thở sắc màu đang ngày đêm góp xuân cho thành phố. Và đây cũng chính là nơi tiếp nối cho những ý nguyện của nhiều người trong mùa xuân sau được tràn đầy lộc xuân, may mắn, bình an. Thưa quý vị, tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sự lựa chọn thông minh. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, áo dài luôn có một sức hút kỳ lạ đối với người phụ nữ Việt Nam và đặc biệt là tà áo dài truyền thống. Khoác lên mình chiếc áo dài truyền thống thì chúng ta cảm giác như là được tôn lên nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam và đặc biệt là chúng ta thấy mình thực sự quyến rũ hơn rất nhiều, đúng không ạ? Và ngày hôm nay làm như thế nào để chúng ta biết được cách lựa chọn một chiếc áo dài phù hợp với vóc dáng của bản thân và đặc biệt là trong dịp du xuân đón Tết? Thì chúng ta hãy cùng nhau trò chuyện với bà Phùng Thị Thu Thủy, nhà sáng lập thương hiệu Peony in Iris. Và rất cảm ơn bà Thu Thủy ngày hôm nay đã đồng hành cùng với chương trình để chúng ta chia sẻ về chủ đề lựa chọn áo dài truyền thống trong dịp Tết ạ. Chào Quỳnh Như, chào quý khán giả. Vâng ạ, thưa bà, câu hỏi đầu tiên mà Quỳnh Như muốn được hỏi bà là chắc hẳn là chúng ta sẽ cùng nhau nói ngay về cái chủ đề là lựa chọn áo dài truyền thống ngày Tết. Và đặc biệt là trong mỗi mùa Tết thì Như cảm nhận được cái màu sắc mà được rất là nhiều khách hàng lựa chọn, đó chính là màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Thì ngoài cái yếu tố màu sắc thì chúng ta không biết là còn phải quan tâm đến cái vấn đề gì nữa không ạ? Thì áo dài thì như mọi người biết,
Và như Quỳnh Như cũng mới nói, khi chúng ta khoác lên chiếc áo dài dân tộc, áo dài truyền thống, thì mình cảm thấy là đẹp hơn. Thì chắc chắn là về màu sắc thì mọi người cũng nên lưu ý vấn đề màu sắc là về tươi vui. Ngoài cái màu sắc áo ra thì đương nhiên là mọi người về cái kiểu dáng của áo dài cũng hết sức là quan trọng. Bởi vì không tuy là áo dài của mình mặc thì nói chung là dễ. Bởi vì người phụ nữ Việt Nam của mình thì cái vóc dáng của mình nhỏ thì dễ mặc áo dài đẹp. Khi mà khách nước ngoài người ta nhìn thấy những người phụ nữ Việt Nam mà mặc áo dài thì người ta rất là thích. Và những khách người ta đến đây, thậm chí là nếu người ta mà được tặng một chiếc áo dài thì người ta rất là hạnh phúc. Thì cái vấn đề kiểu dáng tôi đang bàn đến là ngoài màu sắc ra thì vấn đề kiểu dáng cũng hết sức là quan trọng. Tức là mình cũng phải chọn cho mình những kiểu dáng mà thích hợp nhất. Không phải là ai cũng mặc giống nhau một kiểu. Tất nhiên, tuy nhiên cái áo dài truyền thống á, thì vẫn là được coi như là đánh giá là một cái kiểu áo dài mà gọi như là đẹp nhất. Thì hiện nay thì trên thị trường cũng rất là nhiều các cái kiểu dáng khác nhau. Đấy, để làm sao cho mình mặc một cái bộ quần áo vào, hay một đặc biệt là bộ áo dài, thì nó không phải là chỉ là vui tươi, nhưng mà nó còn thể hiện được cái cảm nhận của mình về thẩm mỹ, về phù hợp với cái môi trường mình đến đó, và nó thể hiện được cái, nó tôn lên được cái vẻ đẹp nhất của mình. Thì cái đấy là rất là quan trọng. Nên chị em phụ nữ cũng nên lưu ý cái chuyện này. Không phải là chỉ khoác lên bất kỳ một cái áo dài nào là cũng có thể giúp cho mình đẹp, tuy là nó mặc dễ. Về chất liệu thì cái chất liệu thì cũng hết sức là quan trọng. Mà ở Việt Nam mình thì thời tiết thì nóng, Hà Nội thì lạnh hơn. Nhưng mà bao giờ thì mình mặc những cái bộ quần áo, mà nhất là áo dài của mình, thì cũng muốn là có những cái chất liệu nó mềm mại và nó dễ chịu, và bằng những cái chất liệu tự nhiên đó, như là tơ lụa, thì bao giờ nó cũng nhìn nó cũng sang trọng và nó đẳng cấp và nó rất là quyến rũ. Và chắc chắn là chúng ta có thể là lựa chọn tùy theo cái sở thích, cũng như là chúng ta mong muốn được một cái sản phẩm nào mà mình cảm giác là thoải mái nhất, mình yêu thích nó nhất, đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ nói thêm một chút về cái câu chuyện về những cái tà áo dài vào ngày Tết. Chúng ta đi du xuân khoác lên trên mình một cái chiếc áo dài đẹp nhất rồi, thì Như nghĩ là cũng sẽ phải có một cái vài phụ kiện đi kèm với chiếc áo dài để tôn lên cái nét đẹp truyền thống của người Việt Nam, đúng không ạ? Đúng rồi. Thì như Quỳnh Như biết đấy, là khi mà mình mặc áo dài thì không thể là mình đi vội vội vàng vàng được. Và lúc nào thì khi mình mặc áo dài thì mình cũng cảm thấy là mình như là được đẹp hơn, và cũng phải nhẹ nhàng và duyên dáng. Tức là mình phải làm cho mình dịu dàng và duyên dáng hơn. Thì cái vấn đề là dịu dàng duyên dáng á, thì cái áo dài nó đã giúp cho mình được một phần rất là lớn rồi. Ngoài ra thì mình cũng phải chú ý đến những cái vấn đề là phụ kiện đi kèm. Chẳng hạn như mình cũng phải đi giày cao, cao vừa theo cái khả năng của mình. Rồi mình đeo, ví dụ như nếu như mà mình mặc những cái áo dài trơn thì mình nên là đeo có thể là một cái chuỗi ngọc trai hay là một đôi bông tai xinh nào đó. Rồi mình đi cầm theo một cái túi nhỏ xinh xinh thì tự nhiên là mình thấy nó có duyên hơn. Vâng, rất là nhiều những cái phụ kiện chúng ta có thể đi kèm, mà như thấy là trong dạo thời gian gần đây thì mọi người cũng thích dùng mấn để kết hợp với áo dài nè, rồi những cái giỏ đan để xách cùng ngày Tết thì cũng rất là dễ thương. Và lúc từ đầu chương trình đến giờ có lẽ là Quỳnh Như cũng như là bà Thu Thủy đã nói khá nhiều về áo dài dành cho chị phụ nữ rồi, nhưng mà chúng ta quên mất rằng là áo dài không chỉ dành riêng cho phụ nữ mà nam giới cũng rất được quan tâm. Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ nói thêm một tí xíu về câu chuyện áo dài với nam giới được không ạ? Vậy thì không biết là cái kiểu dáng áo dài nam giới hiện nay được mọi người ưa chuộng, và chúng ta nên mặc như thế nào để ra dáng một người đàn ông vẫn mạnh mẽ nhưng lại vẫn mang nét truyền thống của một chiếc áo dài rất Việt Nam ạ? Thì cái áo dài của mình thì vẫn theo cái kiểu áo dài nam, thì nó vẫn theo là cái kiểu áo dài may truyền thống. Nhưng mà có thể là mình sẽ sử dụng các cái chất liệu khác nhau. Và về cái kiểu dáng thì mọi người đàn ông có thể là mặc quần tây và đi giày, và có thể là mặc khoác một cái chiếc
áo dài nam mà có thể là may cái độ dài nó cũng vừa phải, đến giữa cái ngang qua đầu gối một chút hoặc là ngang đầu gối, thì nó cũng thể hiện là cả cái sự mạnh mẽ và cứng cáp của mình, nhưng nó cũng thể hiện là nó vừa thể hiện một cái tính thời trang, nhưng mà nó cũng lại vừa cái thể hiện là cái sự tôn vinh cái văn hóa của dân tộc, tức là nó góp phần, nếu mà đi chung với người phụ nữ thì nó góp phần là tôn vinh cái người bạn mình đi cùng, người vợ của mình, và mình nó cũng làm đẹp thêm cho tất cả những cái người xung quanh, cho những người mà dự cái sự kiện đó. Và một cái câu hỏi mà Như nghĩ là không chỉ riêng bản thân Quỳnh Như mà rất là nhiều những khán giả mà thường xuyên mặc áo dài, sử dụng áo dài, thì họ đang rất băn khoăn về việc làm sao giữ được cái chiếc áo dài nó bền lâu hơn. Bởi vì cái việc giặt giũ và bảo quản thì một số người lại không có được giỏi cho lắm, cho nên là nhiều lúc áo dài bị nhầu đi nè, rồi không còn mặc được bền nữa. Thì cái bí quyết của bà để cho chúng tôi được biết để mình có thể có cách bảo quản tốt nhất là như thế nào đây ạ? Mặc áo dài thì chắc chắn là phải giữ rất là kỹ, bởi vì cái áo của mình đẹp mà. Áo đẹp thì bao giờ cái quần áo tốt hay quần áo đẹp thì mình cũng phải muốn giữ và bảo quản. Và có những cái áo thì như Quỳnh Như biết và các quý khán giả biết, đó là người ta giữ từ đời này sang đời khác. Thì người ta nói cái câu là gọi là của bền tại người. Mọi người phải nên giặt khô, giặt hấp, giặt là. Tức là những cái quần áo mình phải đưa ra cái một cái tiệm chuyên nghiệp để người ta giặt cho mình và được giữ được rất lâu, giữ về cái độ thẳng cũng như là độ bóng của cái chất liệu của mình. Ngoài ra thì nếu như mình không có đủ thời gian hoặc là không có thuận tiện để khi mang ra ngoài giặt thì mình có thể là giặt tay rất là nhẹ, và mình cũng phải để trong cái nơi mát, và sau đó thì mình khi mà nó hơi ẩm ẩm là mình cũng đã phải ủi nhẹ nó luôn. Và khi mình mang đi thì bao giờ mình cũng phải cuộn, chứ mình không có gấp. Mình cuộn cái áo lại và mình cũng bọc trong một cái bao vải hay là một cái bao giấy bóng kính, thì nó sẽ giữ cái độ phẳng và cái độ bóng của áo. Vâng ạ, thưa bà, vậy thì với phần cuối của chương trình thì Như rất là mong bà sẽ đưa ra cho quý khán giả cũng như là những người yêu mến áo dài một cái lời khuyên để chúng tôi có thể lựa chọn được một chiếc áo dài phù hợp nhất ạ. Và tôi cũng muốn gửi gắm là xin tất cả những người phụ nữ Việt Nam của chúng ta hãy mãi mãi yêu cái tà áo dài của mình, và ít nhất là trong tủ quần áo của mình hãy giữ cho mình ít nhất một bộ áo dài. Và cái điều đó nó nói lên cái tính dân tộc, cái vẻ đẹp của người phụ nữ. Và đối với tôi, áo dài luôn là trang phục sang trọng và đặc biệt nhất. Xin chúc tất cả các khách, các vị khán giả nhân dịp năm mới bằng một câu thơ: mãi mãi là xuân đẹp thắm tươi, đam mê thêm sức sống yêu đời, vui xuân áo dài thêm đẹp mới, phúc lộc đầy dâng rộn tiếng cười. Một lần nữa, Quỳnh Như xin được cảm ơn bà Thu Thủy đã đồng hành cùng với chương trình Hãy là người tiêu dùng thông minh, và đặc biệt là đem đến rất là nhiều những ý kiến chia sẻ cũng như là tặng cho chúng tôi những câu thơ rất tuyệt vời vừa rồi ạ. Cảm ơn Quỳnh Như, cảm ơn quý khán giả. Kính thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Hãy là người tiêu dùng thông minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 16:15 các ngày thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. Quý vị hãy cùng đón theo dõi quý vị nhé, để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin hữu ích về tiêu dùng, lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm vừa tiết kiệm lại vừa an toàn. Đến đây, Cao Nguyễn mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.